cần tập trung phân tích những cơ hội, thách thức của doanh nghiệp trong công tác đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường để đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về an toàn, bảo vệ môi trường là nội dung hội thảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường ngành công thương do Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Bộ Công Thương phối hợp với Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam tổ chức. Hội thảo được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của doanh nghiệp, người lao động, các nhà quản lý trong công tác đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường, giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường sống và môi trường làm việc, thúc đẩy việc sử dụng bền vững, hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, cải thiện và phục hồi môi trường. Tại hội thảo, các chuyên gia, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đã tập trung thảo luận một số giải pháp trong việc giảm thiểu, loại bỏ nhựa sử dụng một lần, thu gom, vận chuyển, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn, quản lý và tiêu hủy hàng giả, hàng kém chất lượng và áp dụng các chính sách kinh tế môi trường. Đây đều là những vấn đề nóng trong công tác bảo vệ môi trường cần được giải quyết nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường ở Việt Nam trong thời gian tới.